Hello, chào mọi người. Hôm mình tự chơi game ấy. Hôm mình chơi 8 bộ game này. Đó là game đầu tiên. Nên đừng thêm người nhé. Mẹ đi đánh cửa. Giờ mình yếu lắm chán đi. Mấy thêm người này. Rất là đông nhá. Rồi, chúng ta đánh bọn này. Ôi giời. Các bạn mình chết rồi nhé. Mạnh dương này. Chơi ngay mình trận này nhé. À, sao mày biết được? Rồi chuyển game nhé. Chú mèo ấy. Ôi. Đợi đây đến này. Nói chuyện thế. Lên xe. Chúng ta phải đợi. Sang thôi. Dần dần sẽ khó chơi. Đường rất là nhỏ.
Chúng ta bóc vỏ này. Tiếp tục. Nào. Cắt qua từng cả một rất nhiều rồi. Và quả bom. Tiếp tục. Lên đây cái cửa này rất là nhanh nhé, là về tiếp rồi. Liệu trừ khử hết những hình buồn đi. Dầu mà không quá thôi mà là đồ ăn nhanh nữa. Rồi, mình chỉnh game thôi. Mình thay đổi rồi nhé. Rất nhanh luôn. Mình sẽ đích rồi.
Nâng cấp này. Sao tay nó phát tí nữa. Tiếp tục nhé. Nguy hiểm quá. Nâng cấp này. Mà mày không bay cao được. Một chiếc xe. Mày bắn thẳng. Tôi thật là mắm và nhanh quá. Rất nhiều vàng. Rồi tiếp tục. Chuyện màn nữa miếng tiếp theo rồi. Bạn xúc xem có xe mới không nào. Đã mày này bắt gặp và em xử lý từng tên. Thank you.
Mở dương á. Không vào. Mà rất nhạt luôn. Sang em cuối cùng nhé. Chúng ta lấy thật nhiều màu nào. Cực kỳ nhiều ấy. Nè, kéo ra. Thank you mọi người đã xem video của mình nhé. Bye bye.